Hey yo, xin chào mọi người. Đã rất lâu rồi mình chưa lên video, tầm khoảng một tuần trước. Và đó cũng là thời điểm mà giải Betway End Summer do youtuber BKMC tổ chức. Và mình đã tự tin tham gia giải đấu này. Và đây cũng là lần đầu tiên mình tham gia một giải đấu Betway. Mọi người cùng đón xem mình đã thi đấu và giành được giải như thế nào nhé. À mà đừng tin vào cái thumbnail và cái tiêu đề của video này. Có giải, mà là giải thác á. Còn chừng chờ gì nữa, cũng bắt đầu video thôi. Giải đấu tiếp theo của chúng ta được bắt đầu tại map Air Show. Và trận đầu tiên vẫn chiến thuật cũ, mình loot cho mình thật nhanh tài nguyên và mua ngay cho mình 32 block và một quả tinh ti. Khúc này ông gần nhà mình bị rớt voi và mình sẽ dùng điều này để tạo lợi thế. Và mình không làm được như vậy, các bạn trông chờ gì ở một thánh rớt voi chứ. Và mình cũng đã rớt voi ngay sau đó. Trong lúc hai thanh niên này đang giằng co thì Sơn và GA321 đều rớt xuống voi rồi. Sau khi hồi sinh mình đã dùng vàng để mua giáp sắt và các trang bị khác. Mình nhanh tay bọc lại bét và combat với Hồng. Và mình đã bị kill và mất bet. Mình bị rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi bún. Bet của xám nó bị bể bởi Minh Trọng. Và sau đó mình đã có một màn solo PvP cực căng trong trận đấu. Và may là mình vẫn giữ được cái mạng quèn này. Đây là ếch Minh Trọng, ếch Minh Trọng lao vào vị trí của bạn 321 đã 321 giết được em Minh Trọng sao? Đẳng cấp, đẳng cấp. Nice. Sau đó trận đấu của mình đã gặp một số lỗi về mạng. Quyết Long người chơi tương đối là thông minh khi mà vứt mẹ cho mình nó hai quả táo vàng rồi. Bạn ơi, rớt này. Mình quyết định chạy ra giữa để lấy kim cương và nâng cho mình sắc bén để có thể chém đau hơn. Sau khi trang bị cho mình những món đồ xịn sò, mình có một pha solo cung khá đỉnh với ông Hồng. Đây là GA321 và Minh Trọng. Minh Trọng thì chơi cung, GA321 cũng chơi cung. Mông Minh Trọng rớt xuống voi bởi GA321. Sau đó là những pha tấn công dồn dập đến từ vị trí của Hồng. Nhưng với set đồ của mình thì mình đã tự tin chiến thắng màn solo này. Sau đó mình ngay lập tức chạy qua nhà Hồng để tạo sức ép cho đối phương. Mọi người xem xét đồ này đi. Mình định với chiến thuật là đặt golem để giữ chân Hồng, cùng với đó là đặt tin ti để phá bét, và cuối cùng là final kill của một trong hai người. Đây đúng là kế hoạch hoàn hảo. Nhưng khi mình qua tới thì server lại lắc. Mình thấy có điều không ổn nên đã đập bét và rời đi ngay. Nhưng mà khoan, mọi người nghĩ mình có thể đi dễ dàng như vậy sao? Chính khúc này đây, mình còn chả hiểu tại sao lại bị kêu nữa. Mọi người xem đoạn này trong livestream của chủ giải này. Lúc đó mình đang ở đây, và 2 giây sau thì... bùm, mất tiêu. Ôi, xám vừa bị giết bởi ác Minh Trọng. Lúc này thì chủ giải đã yêu cầu làm lại trận đấu. May mà cho đánh lại chứ không là mình tức đến học máu luôn. Hồi nãy ở server Hero MC cho nên là bảng thứ 3 của chúng ta bây giờ mới được bắt đầu. Sang trận tiếp theo mình vẫn dùng chiến thuật cũ, nhanh tay mua lock và tinh ti và bắt cầu qua nhà đối phương cực kỳ hoàn hảo cho tới khi. Cây thực sự luôn ấy, mình mà qua được thì có khi pha đó red mất giường rồi. Bạn bị kinh rồi. Trong khi Trung và Minh Trọng BVB với nhau thì cái bạn GA321 lại rơi xuống voi, chả hiểu bạn ấy làm gì. Khúc này không biết kiếm chỗ nào mà nấp luôn ấy, nhục quá mà. Sau đó mình đã bắt cầu qua lại và có một màn BVB khá là cân sức. Và sau đó mình đã gặp một người được mệnh danh là một trong những người mạnh nhất giải, chính là ông xanh này đây, với tài Godric hết sức điêu luyện. Ngáp, ngáp, Godric. Tuyệt vời, tôi đã bảo rồi. Chúng ta được chiêm ngưỡng những cái màn gọi là đẳng cấp ở trong cái giải đấu này.
Tuy là một giải đấu không mấy là lớn lao và đã có màn solo phải nói là 49-500 thật sự quá ao trình. Mình đã hồi sinh ngay sau đó và ông xanh này vẫn tiếp tục ép cho đến khi mình bị loại. Đây là GA321, người chơi vừa bị Nga BB kill. Đây là Nga BB lao tới chém rất nhiều vào người của GA. Hai người đang chơi hit. Chơi hit qua lại nhưng mà GA là người mất lợi thế. Có cho mình đó là cái bet của tím, chắc chắn là điều có thể xảy ra. Tím tôi nghi là tím sẽ cút ra khỏi trận đấu này thôi. Dình mò nhau, chém chơi hit các thứ, GA321 không thể đỡ được lưới kiếm của Ngáp. Và đó là trải nghiệm lần đầu tiên tham gia thi đấu giải Best World của mình. Mọi người đã từng tham gia một giải đấu Best World nào chưa? Để comment phía bên dưới nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và chúc bạn có một ngày thật là vui vẻ tốt lành nha. Bye bye.